Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này thì cũng khá nhiều anh em bảo Khải xem đồ của Nambi đi. Thì ở đây, Khải cho anh em xem set đồ của Nambi. Cũng là một cao thủ đường môn. Anh em có để ý sao tại sao dạo này Khải hay soi đồ đường môn? Tại vì đường môn tầm này rất là nhiều cao thủ lên top nè. Đẩy những cái cao thủ như là Trung Vegeta này, rồi những cái phái hợp thổ, những người họ như hồi xưa ông Trùm Hợp Họ này nọ, hồi cái thời 8-bit nè, thì họ làm chùm, hồi đó làm chùm. Võ Đăng thì cũng vậy, tầm này Võ Đăng cũng bị đại xuống luôn rồi. Nên là trận hôm nay thì có Trung Vegeta top 8. Rồi Võ Đăng, ông Trùm Hợp Họ thì lại xuống top 10. Thì anh em hiểu cái trận hôm nay nó, cái thế trận hôm nay nó sẽ như thế nào rồi. Đa số đường môn thôi. Và đây chúng ta cũng xem sơ qua sơ đồ đường môn. Đường môn trong trận đấu này thì Nambi lấy cho mình một cái nỏ tốc sát thương 35. Cái nỏ này thì có thể vừa BK ngòi vừa BK tống kim, cũng khá là đẹp. Cái nỏ này thì chắc chắn sẽ ngon hơn cái nỏ kia nha em. Nếu mà so về cái nỏ mà sát thương không á, thì cái nỏ này BK ngòi cực kỳ đỉnh luôn nha em. Đạt móc đường môn 126 nha. Ấy 121. Đó. Quá đẹp luôn. Vừa đẹp nha, móc đường môn luôn. Nỏ tốc 20, sát thương 35. Rồi đến gia chiên, gia chiên kháng cả 8. Đi với gia chiên thì chắc chắn là một cái áo thổ rồi. Áo thổ 40-19 lấy cho mình không bay sinh lực. Về phe tống đi Nguyễn Hoàng ơi, về phe tống Khải cho bang. Cấp 90 trở lên vô bang nha. Một cái nón phòng thủ 19, một nón phòng thủ 19. Và một đai lưng làm chậm 30, thông pháp 15. Một nhẫn 15, 30 luôn. Đó. Bao tay. Chúng ta có một bao tay phòng thủ 19. Đó, hai món phòng thủ. Hai món phòng thủ kèm theo một cái gia chi. Nhẫn thông pháp 13. Bỏ kháng họ luôn, lái thông pháp luôn. Đó. Tại với một cái ngọc bội sinh lực cao thì cái này thì cũng gọi là tạm ổn thôi, không phải gọi là quá VIP. Cái ngọc bội này gọi là tạm ổn thôi nè, không phải quá VIP. Đó. Thích nhất là nếu mà đường môn đi theo hướng này thì đó, anh em thấy không? Đai lưng này 15 thông pháp và kèm theo 30 chậm đó. Như những server khác thì khẳng mang đồ theo kiểu này thôi. Rồi tiếp tục, đây là 15 thông pháp tiếp và 30 làm chậm. Được đó là sinh lực lực hơi thấp một tí, hiệu ứng thì ok ấy. Lực hơi thấp, sinh lực lực hơi thấp. Rồi tiếp tục, đó là một cái nhẫn thông pháp 13, sinh lực cao. Hiện tại với cái set đồ này có cho mình là 43 điểm thông pháp, 43 điểm thông pháp và 60 làm chậm mà thôi. Đó, với hiệu ứng 60 làm chậm thôi. Thì ở trong những trận đấu như thế này, Khả thấy đường môn đa số là đứng phía sau của Thiên La, đánh về phía trước nè. Họ không có giao tranh nhiều, họ không có giao tranh gì nhiều, đa số đứng phía sau của cứ Thiên La sẽ ít về phía trước thôi. Thì cái chiêu skill Thiên La thì nó đánh diện nó khá là xa. Đó, đúng không? Nó có thể hơn 512 đấy, không ít đâu. Mặc định thì chúng ta trong cái auto thì 512 thôi, trong skill 512. Nhưng mà lúc thả ra thì nó có thể bay xa hơn 512 nè. Cái đòn Thiên La này có thể bay xa hơn 512. Nên là tầm này đường môn đánh toàn Thiên La thôi, không thấy ai đánh bầu vũ những cái pha mà giao tranh luôn. Họ toàn Thiên La, họ đứng sau họ đánh tới thôi. Rồi cái đôi giày thì cũng khá là đẹp, 40-19. Đôi giày này cũng dạng quá đẹp mà điều dòng sinh lực không có mấy, khá là đáng tiếc. Giày này không chón nên là Nambi chọn cho mình cái nón phòng thủ cũng khá hợp lý nè. Bây giờ giày này không có chón, giày này không có chón, nên là đi theo nón phòng thủ là hợp lý rồi. Bao tay cũng vậy. Bao tay thì chắc là nghĩ là đủ với cái hiệu ứng 60 làm chậm thì đủ đánh rồi, tại vì đứng sâu thôi mà, cần gì làm chậm nhiều đúng không nè. Nên là lấy luôn phòng thủ luôn. Ở trong trận đấu này thì Nambi được cho mình hạng xấu. Nambi được mình hạng xấu hay sao Khải nhớ không rõ, tại vì Khải vừa nhảy qua thì nó xóa mất cái bảng tốt rồi. Sẽ đồ Nambi thì cũng gọi là ok, không phải là quá cùi nè. Đồ này là quá đẹp rồi, cái nỏ này á phải trên dưới 6-7 mơ nè em. 6-7 mơ cái nỏ này ấy, không ít đâu nha, 6-7 triệu nha em, không ít đâu. Nỏ này 6-7 triệu ấy. Rồi, anh em xem video đừng quên cho Khải cũng như Nambi một like và chia sẻ ủng hộ video nha. Chúc anh em xem video vui vẻ.